Rồi, hôm trước chúng ta có một ca nha, hôm nay chúng ta học hội chứng quay đến. Nói chung là một cái bế tắc ống tiêu hóa trên bệnh nhân đã có nối vị tràng ở phòng 417. Lúc trước chúng ta có một ca đấy, bệnh nhân này khoảng nữ nha, khoảng quên tên quên quên tuổi rồi, khoảng 50, cách đây 3 năm nha, có được mổ. Bệnh nhân không biết lý do gì, đúng là bệnh nhân này đã sống độc thân, hình như cũng về trí tuệ cũng có vẻ cũng cũng sa sút hay sao đó, hay là tại cái bệnh nhân quá hiểu biết ta còn kém nên ta không biết bệnh gì, bác sĩ mổ gì. Cảm ơn bác sĩ rồi, biết là có mổ bụng, có nối, người nhà nói có nối dạ dày với bụng non nha. Rồi bệnh nhân sau đó là cái đau bụng hoài ối càng ngày càng suy kiệt, đến khi nhập viện thì bệnh nhân chỉ còn cái da bọc xương nha, còn da với xương suy kiệt nặng. Thì tôi thấy là cái bụng bệnh nhân thì chướng, là chướng thượng vị, và thượng vị nó gồ gồ từng đợt từng đợt, tôi chẩn đoán là một trong ba cái khả năng nha. Bệnh nhân có nói vị tràng đúng không? Nói vị tràng dễ, nó bị tràn thì có hai cái dạng, một cái dạng là cái nó bị tràn đơn thuần, một cái dạng là nó cắt dạ dày rồi nối. Tôi vẽ cái dạng cắt dạ dày rồi nối cho nó dễ dễ hiểu ha. Đấy, cái này móng tay tràn nó đóng lại nè, đây miệng nối bị tràn nè, cũng như đây là quay đến, cái quay đến miệng nối, đây là quay đi, đây là cái móng dạ dày còn lại nha. Này tôi thấy không ta? Hả? Sao? Được rồi. Em mắt kiến thì nó rung và thấy rồi đấy nha. Thì tôi giả định là bệnh nhân này có thì nó bị tràn theo kiểu này, đồng ý không? Thì một bệnh nhân mà có đã nói bị tràn rồi mà có một cái đau bụng luôn thường bị nó gồ đó, thì có một trong ba khả năng. Một là hội chứng quay đến nha, hội chứng quay đến là do nó bế tắc ở ở chỗ này nè, quay đến nó quá dài, bế tắc ở đây nha. Hai là tắc ở miệng nối, và thứ ba nữa là hội chứng quay đi. Về một trường hợp đau bụng có nối gò, có hội chứng bế tắc ống tiêu hóa trên bệnh nhân có nối bị tràn rồi, thì có một trong ba khả năng: hội chứng quay đến, hội chứng quay đi và tắc ở miệng nối. Hội chứng quay đi là tắc ở đây nha. Hội chứng quay đi thường thường là hội chứng quay đi nè, thường thường là do dính hay là thoát vị nội. Cái quay này nó chui vào cái khe nào đấy mà do bác sĩ mổ ta tạo ra, hiểu không? Còn quay đến là do hội chứng quay đến, này là do hội chứng quay đến. Thường thường là do quay đến nó dài quá, quay đến quá dài. À, còn tắc ở miệng nối là do miệng nối nó bị tắc miệng nối, do gì? Do miệng nối bị hẹp. Hẹp do gì? Do nó sơ hóa, nó chích lại, hoặc là do ung thư nó tái phát dần dần. Hẹp do sơ, do ca tái phát. Rồi một vấn đề đặt ra là về mặt lâm sàng, làm sao phân biệt được ba anh này, phân biệt cho biết coi thật ra có cơ hội chứng tắc ruột là phải mổ rồi. Nhưng mà nếu là mình là bác sĩ, mình là thầy thầy mà chứ phải thợ đâu, phải nên biết chẩn đoán trước mổ càng chính xác càng tốt càng giỏi, đúng không? Xem có tắc quay đến, tắc quay đi hay là tắc tại miệng nối. Nếu tắc tại miệng nối thì sao? Bệnh nhân không có nôn ra dịch mật, đồng ý không? Thì dịch mật là từ bên dưới nó trào lên, mà tắc miệng nối không nôn dịch mật, mà cái triệu chứng giống như là hẹp môn vị, nghĩa là bệnh nhân sẽ nôn ra thức ăn cũ, dịch nâu đen, thức ăn cũ gì đấy nghe. Nếu tắc quay đi, nếu tắc quay đi thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là nôn ra dịch phân nha, không nôn dịch mật. Tôi ghi ra đây là mật âm tính nè. Thứ hai nữa là thức ăn cũ nè. Còn nếu quay đi thì sẽ có thể nôn ra dịch phân. Dịch phân là gì? Dịch phân là dịch dịch mật.
nó được tác động bởi anh vi khuẩn, nó chuyển sang từ cái màu xanh sang cái màu vàng. Còn nếu là hội chứng quay đến thì sao, bệnh nhân sẽ có hội chứng là tắc ruột kiểu quay kính, tắc ruột quay kính. Tại vì sao, một đầu nó bị tắc ở chỗ, một đầu bị bít ở chỗ mỏm tá tràng rồi, và thứ nhì nó bít ở đây nữa, thế cho nên là cái phần giữa này nó sẽ bị ứ lại, nó bị nhốt giữa hai cái đầu bị tắc. Cho nên là cái đặc điểm điển hình của hội chứng quay đến là tắc ruột kiểu quay kính. Trong trường hợp nếu mà quay đến mà diễn biến cấp tính á, cấp tính quá, tại bạn biết là cái lưu lượng cái dịch nó tiết vào một cái đoạn tá tràng. Tá là gì? Tá là gì? Là 12. 12, 12 gì? 12 inch, nghĩa là ở nước ngoài là 1 inch chứ không phải là cm. Cho nên cái tá tràng là một cái đoạn ruột này nó dài khoảng 30 cm. Tá tràng, tá là 12. Nha, thì cái lưu lượng dịch nó vào trong đây đó, một ngày đó bao nhiêu lít, nó dịch tụy 1 lít nè, nha, dịch mật 1 lít nè, cho nên ít nhất phải 2 lít dịch nha. Mà nếu nó cái đường ra nó mà bị hẹp lại, mà trong trường hợp cấp tính nó sẽ nổ. Chính tôi đã thấy một bệnh nhân bên Bình Dân mà mổ xong 3 ngày bệnh nhân đau quá, mổ xong cứ đau quá thì không nổi, không biết nguyên nhân gì. Và đến ngày thứ ba là chịu không nổi, dở mồ hôi ra, nghe ông bà la, bệnh nhân la lên cái, bệnh nhân ơi, bác sĩ ơi, nó nổ rồi. Vô ngay là sốc bụng chướng, nhưng mà còn bộ ra là nó bể tá tràng. Do anh nói bị tràn xa kỹ thuật, chỗ này nó bị gập gốc. Đa số trường hợp là diễn tiến nó sẽ mãn tính. Mãn tính thì sao, nó sẽ diễn tiến ít trầm trọng hơn. Và đôi khi mãn tính là sao, như là nó tình trạng nó bát tắc hoàn toàn, nên ứ động mãn tính làm cho tá tràng nó giãn to cỡ này. Lâu lâu nó lại bơm được một cái cái dịch ở đây nó vào trong dạ dày, bơm số lượng lớn. Cơ chế của bát tắc ở đây giống như cơ chế của bát tắc ruột non, đau bụng quặn và tiêu chảy. Lâu lâu nó bơm một cái, nó tích trữ đủ cái lực để nó có cơ bóp. Bóp một cái là bao nhiêu dịch cũng đấy nó ồ xuống dưới, là bệnh nhân tháo ra đi tiêu chảy. Cho nên bát tắc ruột non là biểu hiện mà tiêu chảy, bát tắc ruột non mãn tính. Trường hợp này cũng vậy, nó lâu đau bụng quặn, nó bơm một cái vào trong dạ dày, bệnh nhân ồ ra cái ra dịch xanh mà. Ha, tôi nói bằng đi hai hiểu không? Hai hiểu không? Nhớ là gì, quay đến thì cái lâm sàng, cái đặc điểm lâm sàng mấu chốt là hội chứng tắc ruột quay kính. Mà hội chứng tắc ruột quay kính, cái đặc điểm quan trọng nhất của tắc ruột quay kính là gì? Là đau. Tắc ruột mà làm đau, bệnh nhân đau nhiều hơn là bình thường là quay kính. Tắc ruột mà đau nhiều là có hai trường hợp, một là xoắn, hai là tắc nghẹt, ba là quay kính. Còn trường hợp quay đi là gì? Là nôn ra dịch phân. Nha, còn nếu là miệng nói thì sao? Là nôn ra thức ăn cũ. Nhớ ba cái điểm mấu chốt đấy, chúng ta sẽ giải thích được, chẩn đoán được là quay đến quay đi hay là miệng nói. Bệnh nhân này đau rất nhiều. Bệnh nhân này đau rất nhiều mà đồng thời lại người nhà ca là bệnh nhân nôn ra dịch phân như là phân vậy. Cho nên lúc đầu thầy giảng em ở đấy thì thầy chẩn đoán là quay đi, hiểu không? Nhưng mà khi mổ ra đó là một cái diễn tiến bất ngờ. Là cái gì? Là ngoài cái miệng nối bị tràn này, bệnh nhân còn được nối mặt ruột. Mà nối mặt ruột đấy là ta nối lấy quay đến, ta nối mặt ruột ta mới nối bị tràn. Sao ở bệnh viện này là sao, nối bị tràn rồi mới nối mặt ruột, còn bệnh viện là mổ cho bệnh nhân đấy là nối mặt ruột rồi nối bị tràn. Thấy một cái đám ruột nó nằm ở dưới gan, tôi vẫn không biết là nguyên nhân gì mà ta nói mặt ruột. Tôi có tưởng là ung thư, nhưng mà khi mổ lại sau 3 năm bệnh nhân cái bụng hoàn toàn sạch sẽ. Trong khi đó là cái bệnh gì, chắc là bệnh lành tính. Cái bệnh lành tính mà người ta mổ để cho bệnh nhân suy kiệt phần da bọc xương, tôi thấy rõ ràng là cái lỗi chúng ta. Cứ tưởng là ung thư như là ung thư không phải, bụng hoàn toàn sạch sẽ. Nghe không biết cái gì mà ta nói bị trào, nói mặt ruột cũng không biết. Mà lần nguyên cái đám ruột này lần không ra, là không ra được. Cho nên cuối cùng là gì? Cuối cùng là những nếu mà cách nào là gì, là nói lấy cái quay đi nè, quay đi hoàn toàn bình thường nè, nha. Tôi đưa lên, tôi nói với cái đám ruột trên đây, cái quay là to nhất trên đây, đồng thời là xuống đây lại nói với cái quay dưới tá tràng.
mỗi đề. Như vậy là hai miệng nối này, một cái miệng nối nó giải áp khung tá tràng nha, và cái miệng nối nữa là giải áp ở cái quai đến, hiểu không? Thì sáng nay mỗi ngày thứ năm ngày rồi, sáng nay hoàn toàn tốt. Mổ xong tôi sợ là mình giải quyết không đúng chỗ đó, mổ xong anh vẫn còn đau mối. Sáng nay tốt, ăn uống được rồi, đi tiêu được rồi, nghe bệnh nhân bắt đầu đó là cuộc sống bình thường của người bình thường nha. Thì qua cuộc mổ đấy giải thích tại sao là sao là bệnh nhân này tại sao có cái hội chứng quay đến, nghĩa là qua đi hoàn toàn thông suốt cái gì mà bệnh nhân đông ra dịch phân. Quá ra là gì? Quá ra một cái đoạn ruột nó bị đưa lên ngoài cái quay đến này, ngoài khung tá tràng ra, một cái đoạn ruột nó còn đưa lên, nó lằn ngoằn lên dưới gan, hiểu không? Thì chính là trong cái đoạn ruột nó lằn ngoằn dưới gan này, nó cứ động vi khuẩn nó tăng sinh, cho nên bệnh nhân nôn ra dịch phân. Hiểu vấn đề không? Hiểu không? Chị hai hiểu không? Không hiểu gì hết. Thôi nhớ, chị hai nhớ là gì? Nhớ là hội chứng quay đến, quay đi và hẹp miệng nối là ba cái biến chứng gây tắc ốc tiêu hóa trên bệnh nhân có nối mật ruột, xin lỗi, nối viên tràng nha. Ba cái này được có một đặc điểm chung là gì? Có hội chứng bế tắc, nên ta bụng mọi cơn nó nôn ói, nó nổi gọn. Tuy nhiên nếu là quay đến thì cái mấu chốt của lâm sàng là cái đau nha. Nếu tắc miệng nối, mấu chốt lâm sàng là cái nôn thức ăn cũ không có dịch mật. Nếu quay đi thì mấu chốt lâm sàng là gì? Là nôn dịch phân. À, nhớ gì đó thôi. Trường hợp này tại sao thầy nói như thế, cái Y6 hiểu không? Y6 thì hiểu gì? Tại sao quay đến mà lại có dịch phân là do quay đến nó nói lằn ngoằn một đoạn dài trước khi nó đến cái miệng nối. Cái này cũng rất là hay. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu quay đến là gì, quay đi là gì không? Đó. Hiểu không? Thôi về đọc sách, về xem lại cái clip này. Về xem lại cái clip này nha. Cái clip này đúng. Có thắc mắc gì không? Bạn Hai có vẻ hơi đuối nha. Hơi đuối hình như có vẻ vô đây thấy vô mê hồn trận, là thấy quá sức của mình, những cái mặt tôi biết. Nhưng mà đến cuối khóa thì sẽ giỏi. Ở đây là không có giảng lý thuyết, cho nên về nhà tranh thủ đọc sách nha. Rồi đọc những cái, xem lại những cái clip cho nó giảng những khóa trước đấy. Chúng ta đây, chúng ta chỉ học hoàn toàn trên bệnh nhân, trên thực tế lâm sàng. Mỗi bạn mà bỏ mặt ở đây cho thầy giải gì, học ở đấy về nhà chỉ không có tự học mà các bạn sẽ hẳn liền. Có rất nhiều bài tôi đã dạy, tôi đưa lên mạng rồi. Hội chứng bụng cấp, hội chứng vần da, khám cường giáp, khám cuốn giáp, tất cả trên mạng hết. Về nhà phải đọc. Đây chúng ta đi học lâm sàng. Ai bỏ mặt ở đây để đợi thầy giảng cái gì ghi vô, cuối khóa trả bài lại là rớt. Tôi nói trước đó. Nha. Tôi sẽ thi. Chúng ta thi là thi thực tế, trực tiếp lên bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân đây là chúng ta thi. Mà mục tiêu của bạn thứ hai là triệu chứng học. Nha. Rồi thôi nghỉ.